Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi phân tích và tìm hiểu thêm những cái vấn đề liên quan đến những cái sự việc trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mới đây thôi thì có những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Một cái thông tin hết sức là quan trọng. Nó cũng khẳng định cho những cái việc mà chúng ta đang hướng đến những cái điểm thịt của Hồng Loan trong suốt thời gian vừa qua. Trước tiên thì mình xin tâm sự riêng một chút xíu. Tức có nghĩa là bản thân mình là một YouTuber luôn luôn muốn truyền tải những cái nội dung nào tích cực đến cho dư luận xã hội. Nếu ai để ý đến cái kênh của mình từ trước đến giờ thì có thể nắm bắt được rằng chúng ta dựa trên tất cả những cái vấn đề liên quan đến những sự kiện quan trọng trong xã hội đó, và đưa những cái vấn đề đó lên để chúng ta cùng nhau tham gia bình luận hoặc là bóc tách những cái sự việc đó ra. Tất nhiên là không phải mong muốn của chúng ta là gây nên cái sự ồn ào đối với cái sự việc đó, mà chúng ta muốn tháo gỡ nó làm sao cho nó tốt đẹp nhất. Vậy thì mới đây thì mình thấy một số những cái ý kiến nói rằng tại sao những người như mình, những người YouTuber lại quan tâm quá nhiều đến cái câu chuyện của Hồng Loan trong gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh, và nói rằng những cái việc mà chúng tôi đang làm là ăn không ngồi rồi, rồi ngồi nói lung tung đó. Vậy thì xin thưa với tất cả mọi người như thế này, ai cũng có một cái công việc riêng. Ngoài những cái công việc này thì chúng ta còn phải làm những cái công việc khác nữa. Ở đây không phải là mình phải biện hộ cho bản thân mình, nhưng mỗi người có trách nhiệm cho bản thân và gia đình khác nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là ăn không ngồi rồi giống như một số những người người ta nói. Thôi thì người ta cứ nói gì thì kệ người ta. Nhưng ở đây nếu như khi mà những người làm những cái kênh YouTube như chúng tôi nhìn thấy được những cái sự việc, nhìn thấy được những cái người yếu thế, không nói giúp họ, không nói lên để mà chúng ta cùng phân tích đánh giá cái câu chuyện đó, thì liệu có ai biết được những cái sự việc đó hay không? Kể cả là báo chí cũng vậy thôi. Báo chí cũng dựa theo những cái sự kiện diễn ra trong cái cuộc sống của chúng ta, và khi mà đưa lên những cái vấn đề đó thì họ cũng phải đi tìm hiểu nó và điều tra nó xem là như thế nào, rồi mới đưa lên phân tích đánh giá và viết bài cho chúng ta cùng đọc. Đó là những cái mà mình xin nhắc lại những người đã đưa ra những cái ý kiến đó. Không nên chủ quan duy ý chí khi mà nói rằng chúng tôi không giúp được một cái gì đó. Đó, tất nhiên rằng bản thân của mình, hoặc là mình nghĩ rằng tất cả những anh em YouTube khác khi mà làm những cái sự kiện nào đó thì cũng mong, rất mong những người khán giả người ta ủng hộ và người ta dành tặng những cái câu khen ngợi. Đó chính là những cái sự động lực để giúp cho bản thân của chủ kênh có thể phát triển thêm và có thể tìm ra được những cái nội dung phù hợp với lại khán giả của mình. Trở lại với cái câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, thưa các cô chú anh chị, thì mới đây có một cái thông tin của một bác sĩ, của một vị bác sĩ ở bên trong bệnh viện, người đã chăm sóc khám chữa bệnh cho cố nghệ sĩ Vũ Linh trong một khoảng thời gian dài đó. Và qua những cái sự thể hiện của người bác sĩ này đối với Hồng Loan thì chúng ta cũng có thể nghĩ được rằng là bản thân ông ấy có trách nhiệm đối với riêng nghệ sĩ Vũ Linh là như thế nào đó. Tất nhiên là người bệnh nào cũng vậy thôi, nhưng đối với cố nghệ sĩ Vũ Linh thì ông ấy có một cái sự tôn trọng nhất định. Và rồi bây giờ ông ấy dành tất cả những cái tình cảm khi mà nhìn vào ánh mắt của người con cố nghệ sĩ Vũ Linh, đó chính là Hồng Loan, và có thể cảm thông được, cảm nhận được, thấu hiểu được những cái mất mát của cô ấy và những cái tình thương của cô ấy dành cho chính cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và cái nội dung của vị bác sĩ này được đăng như sau, thưa các cô chú anh chị. Cái nick của người bác sĩ này là Long Võ Duy. Thương bé Loan quá, gọi điện cho mình hỏi chỗ làm đẹp cho Mỹ Mỹ. Vì em ấy bị mụn mà điều trị không đúng nên mặt nhiều sẹo. Mình bận đi công tác liên tục nên sáng nay mới hẹn được để dẫn em ấy đi điều trị. Mọi người yên tâm, 5 tháng nữa sẽ có tài tử đẹp trai Mỹ Mỹ. Ba anh em nhà bé Loan tình cảm dễ thương lắm. Sáng nay em ấy đi ngang qua mấy phòng bệnh VIP ngày xưa anh Vũ Linh nằm, nhìn em rưng rưng là đủ hiểu rồi. Đó, chỉ có ngắn gọn như vậy thôi, thưa các cô chú anh chị. Nhưng mà trong cái đoạn ngắn gọn này thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng cái vị bác sĩ này cũng có thể là dành những cái sự tình cảm, những cái sự trân trọng đối với Hồng Loan. Và mình nghĩ rằng trong suốt cái khoảng thời gian mà
cố nghệ sĩ Vũ Linh bị bệnh nằm ở bệnh viện đó, thì cũng có thể là có sự tâm sự đối với cái vị bác sĩ này. Và nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng đủ hiểu rằng Hồng Loan đáng được hưởng những cái tình thương của rất nhiều những người khán giả yêu thương cố nghệ sĩ Vũ Linh, quý mến và trân trọng cố nghệ sĩ, để dành cho Hồng Loan những cái điều tốt đẹp nhất. Có nhiều người nói rằng tại sao những người YouTuber như mình lại có thể bảo vệ một chiều, nói về vấn đề này một chiều như vậy. Thực sự thì cái sự việc này xảy ra nó là đương nhiên là như vậy, nhưng chúng tôi phản biện là chúng tôi phản biện cho những người yếu thế, những người mà đang cố gắng để mà bác bỏ đi, dẫn dắt dư luận sai về cái ý nghĩa của sự việc. Giống như là cái việc mà thừa hưởng thừa kế đó của Hồng Loan là đương nhiên, bởi vì Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và tại vì sao cố nghệ sĩ Vũ Linh lại không viết di chúc? Ở đây mình sẽ phân tích sâu xa trong clip này cho tất cả mọi người. Đó là cái ý kiến riêng của bản thân mình. Còn sau khi phân tích xong thì cô chú, anh chị và các bạn có thể để lại những cái vấn đề bình luận của riêng bản thân cô chú, anh chị và các bạn. Khi một bên là con, một bên là anh em, thì nó như thế nào thưa các cô chú chị? Ai sẽ là người quan trọng hơn? Tất nhiên, không phải là quan trọng, người này quan trọng hơn là bỏ đi người kia. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy, từ trước đến nay, ai ai cũng vậy, gia đình nào cũng vậy, đều sống và làm việc để làm gì ạ? Để hy sinh cho con cái. Con cái là người đầu tiên, sau đó thì mới là anh em, đúng không ạ? Sau nữa là bạn bè. Vậy thì cái vấn đề về bản di chúc đối với cố nghệ sĩ Vũ Linh là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Cũng chẳng ai muốn nhắc lại những cái vấn đề đó, bởi vì cố nghệ sĩ đã nằm xuống rồi. Nhưng chúng ta phải giải thích, phân tích ở đây để có thể làm cho tất cả mọi người hiểu được cái câu chuyện này. Như các cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rằng mẹ con cô Sáu ở chung với cố gia đình nghệ sĩ Vũ Linh rất là lâu, đúng không ạ? Trong một cái khoảng thời gian rất là lâu. Và lúc đó thì Hồng Loan đã dọn ra để mà ở riêng với gia đình nhà chồng cùng với các con của mình. Vậy thì chính những cái khoảng cách này, nó làm cho dư luận hoặc là những người bên trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh đang sống ở cùng với cố nghệ sĩ đó sẽ hiểu lầm, sẽ nghĩ rằng cố nghệ sĩ Vũ Linh dành tình cảm rất là nhiều đối với ví dụ như cô Sáu, Phượng rồi ai đó, đúng không ạ? Những người đang hiện hữu ở bên trong cùng với cố nghệ sĩ Vũ Linh, ở bên trong nhà đó. Vậy thì chính cái sự lầm tưởng này đã làm cho họ tự tin thái quá rằng tất cả những cái vấn đề của cố nghệ sĩ, của người anh của mình, của người chú của mình là để dành cho họ. Đó, kể cả là tài sản. Đúng không ạ? Chắc chắn sẽ có suy nghĩ đó. Chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng biết suy nghĩ và chúng ta cũng biết phỏng đoán những cái sự việc ở ngoài xã hội. Cho nên chúng ta sẽ phỏng đoán theo cái dạng đó. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới dẫn ra cái câu chuyện là phân chia tài sản. Đó. Và khi cái sự lầm tưởng đó cao trào lên đó, khi mà Hồng Loan ra để mà làm những cái thủ tục để nhận quyền thừa kế, thì họ cho rằng Hồng Loan có mưu mô để chiếm đoạt tài sản đó. Nhưng không phải. Cái nghĩa vụ của một người con là bắt buộc phải làm như vậy đó. Không phải theo ai cả, mà mặc nhiên mặc định thì cái khối tài sản đó sẽ thuộc về cái người con hợp pháp nhất của chúng ta. Điều đó là bất di bất dịch, trừ khi là người con đó cố tình để mà làm tạo ra những cái chứng cứ giả, giấy tờ giả đó để mà lừa gạt những người khác thì không nói đến làm gì. Nhưng ở đây cái giấy tờ đó nó hiện hữu là thật, nó cơ quan chức năng họ cũng đã xác định đó là những cái giấy tờ thật, và đã thật rồi thì nó là hợp pháp, đúng không ạ? Mình cũng đã nói rồi, nếu như không xảy ra những cái mâu thuẫn này, không xảy ra những cái vụ lùm xùm đòi phân chia như thế này, thì khả năng cao là Hồng Loan sẽ làm theo những cái di nguyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tức có nghĩa là bán một phần đất đi để mà xây cho những người còn lại một ngôi nhà hoặc là hai ngôi nhà chẳng hạn, tùy theo cái khả năng, tùy theo những cái số tiền mà bán được cái lô đất đó. Nhưng rồi thì mâu thuẫn càng ngày nó càng lớn lên. Và điều gì xảy ra thì các cô chú anh chị và các bạn cũng đã nhìn thấy. Đến nước này thì không còn cứu vãn được nữa. Và tất nhiên những người kia là những người thiệt thòi hơn. Và mình nghĩ rằng Hồng Loan chọn sự im lặng, không lên tiếng hoặc là không đối đáp với những người khác, người kia, không đấu đá với những người kia là hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu mà Hồng Loan đứng lên để mà trực tiếp đấu đá với những người đó thì lại tạo ra một cái luồng dư luận xấu nữa.
Cái câu chuyện luồng dư luận xấu này thì các cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy ở trong quá khứ có rất nhiều những cái câu chuyện nó giống như thế này. Và thiệt thòi đều là thuộc về hai bên. Một vấn đề nữa mà mình muốn nói đến trong clip này đó chính là cái trách nhiệm. Tại sao mình nhắc đến từ trách nhiệm thưa các cô chú anh chị? Tất nhiên nếu như cố nghệ sĩ Vũ Linh còn sống thì trách nhiệm làm cha, trách nhiệm chăm sóc con, trách nhiệm của một người cha dành cho con bù đắp cho những cái khoảng thời gian ông ấy phải đi công tác hoặc là đi hát show này show kia ở các nước trên thế giới mà không có đủ thời gian để mà chăm sóc cho con cái của mình. Đó. Thì đó gọi là cái trách nhiệm của người cha dành cho con. Và ngược lại, người con cũng phải có trách nhiệm dành cho người cha. Và trong cái diễn biến, trong cái câu chuyện này thì ai thưa các cô chú chị, trong giới nghệ sĩ, những người chơi thân với cố nghệ sĩ Vũ Linh đều biết rằng Hồng Loan là một người thiệt thòi. Vậy thì nghệ sĩ Vũ Linh đã qua đời thì còn lại là những người em, đúng không ạ? Là những người em của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đáng lẽ ra cái trách nhiệm này thuộc về họ. Trách nhiệm là bảo bọc, chăm sóc hoặc là dành tất cả những cái tình cảm hoặc là sự yêu thương cùng với đó là điều kiện dành đến cho người cháu của mình. Nhưng rốt cuộc họ không làm được. Và hơn nữa lại quay trở lại nói rằng phải phân chia như thế này, phân chia như thế kia. Mình cảm thấy hết sức là vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Khi mà họ đòi phân chia, tức có nghĩa là họ nói phân chia ra để mà giữ lại cái căn nhà đó, cái căn nhà ở 05 Đoàn Thời Điểm đó, để làm nhà từ đường, đó, không được bán. Vậy thì xin hỏi tất cả mọi người rằng Hồng Loan là một người thừa kế và là chủ sở hữu của ngôi nhà 05 Đoàn Thời Điểm. Vậy Hồng Loan giữ cái nhà đó để mà thờ tự, để mà thờ cúng những người ông bà cha mẹ được không? Hoàn toàn được thưa các cô chú anh chị. Còn nói rằng không bao giờ được bán thì điều này nó lại càng sai. Bởi vì như thế nào, cái cuộc sống của chúng ta cũng chưa biết đường nào mà lần. Bởi vì có thể rủi ro nó xảy ra mà chúng ta không thể nào mà lường trước được, đúng không ạ? Rủi ro về sức khỏe cũng cần tiền bạc. Rủi ro về kinh tế thì lại càng cần tiền bạc. Tất cả những cái rủi ro nó đều liên quan đến tiền bạc. Vậy thì tiền ở đâu ra thưa các cô chú anh chị? Nếu như không có tiền mặt thì bắt buộc họ phải bán đi thôi. Bao nhiêu là hoàn cảnh ở ngoài xã hội chúng ta cũng đã nhìn thấy. Và điều này mình nghĩ rằng tất cả các cô chú, anh chị và các bạn ở đây ai cũng có thể hiểu được. Cái vấn đề nó sẽ phức tạp hơn khi mà nói rằng đồng sở hữu. Đồng sở hữu, vậy thì một người giàu, một người nghèo. Ví dụ như người nghèo, họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ muốn bán cái nhà đó đi. Nhưng người giàu lại không cần tiền và họ cũng không muốn bán. Vậy thì tiền đâu cái người nghèo kia có được để trang trải cho cuộc sống của họ, đúng không ạ? Và cái vấn đề vô lý hơn nữa đó chính là cái việc người con gái ruột, một người con hợp pháp lại đi phân chia tài sản với một người cháu đó, một người cháu lại là khác họ nha, bởi vì người cháu đó lại mang họ cha đó. Cái câu chuyện này nó hết sức là vô lý ở chỗ đó thưa các cô chú anh chị, và chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần về những cái vấn đề này. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến cho tất cả các cô chú anh chị trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Một lần nữa xin chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.